Chào các bạn. Tại sao tài khoản Facebook bị hack? Thì cơ muốn hack cái tài khoản Facebook của bạn thì có thể là họ đưa ra một cái giao diện và một cái tên miền gần giống như Facebook, và khi bạn nhấp vào á thì dĩ nhiên họ sẽ biết được cái mail và pass, và sau đó họ sẽ xâm nhập vào Facebook của bạn. Hoặc là có họ đưa ra những cái file đính kèm và chúng ta rít vào thì những cái phần mềm virus nó sẽ xâm nhập vào cái tài khoản của chúng ta và tài khoản chúng ta bị hack. Như vậy thì làm sao để mà tài khoản Facebook của chúng ta không bị hack? Như vậy thì để bảo vệ một cách an toàn nhất thì chúng ta có 5 bước. Nếu mà chúng ta đảm bảo 5 bước này thì tài khoản Facebook của chúng ta đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ bị hack. Vậy thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ kích hoạt bảo mật hai lớp. Để kích hoạt được cái bảo mật hai lớp thì chúng ta đầu tiên vào cái mũi tên sổ này và chúng ta vào cài đặt. Thật ra máy tính nó cũng cấu hình giống như điện thoại. Trên điện thoại thì ở phía này thì nó có một cái ba nút chấm. Vậy thì chúng ta vào cài đặt các bạn. Rồi sau đó là chúng ta vào bảo mật và đăng nhập. Rồi chúng ta sổ xuống đây. Đây, chúng ta sẽ thấy cái dòng chữ là sử dụng xác thực hai yếu tố. Và chúng ta vào chỉnh sửa. Vì thì chưa có hai cách để chúng ta lựa chọn. Một là ứng dụng xác thực, dùng ứng dụng. Nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái tin nhắn SMS. Và sau đó chúng ta chọn cái, và chúng ta nhập cái số điện thoại di động của mình vào. Và sau đó là chúng ta nhấn tiếp tục. Và sau đó nó gửi cho chúng ta một cái mã xác thực. Nó gửi chúng ta cái mã xác thực nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta nhập đúng cái mã này. Rồi chúng ta bấm tiếp tục. Nếu mà chúng ta hoàn thành cái xác thực hai yếu tố này, vậy thì tài khoản Facebook của chúng ta thì nó sẽ đảm bảo chắc chắn sẽ không bị hack. Đó là bước thứ nhất nha các bạn. Như vậy thì bước thứ hai nâng cấp hơn, an toàn hơn cho cái Facebook của bạn là chúng ta sẽ tạo một cái cảnh báo đăng nhập Facebook. Như vậy thì bước thứ hai này chúng ta cũng vào cài đặt và chúng ta đến một cái dòng chữ là nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra. Như vậy thì mỗi một lần mà chúng ta đăng nhập như vậy thì nó sẽ thông báo qua một cái Gmail. Nếu mà nó xác nhận không đúng rằng đây là cái máy của bạn hay là điện thoại của bạn. Đấy. Như vậy thì nó sẽ nâng cấp và hiệu quả hơn. Thường chúng ta sẽ chọn gửi qua Gmail. Còn bước thứ ba là chúng ta sẽ thiết lập chọn bạn bè để liên hệ khi bạn không đăng nhập được. Rồi chúng ta cũng vào phần cài đặt giống như trên. Rồi sau đó là chúng ta chọn bạn bè để liên hệ nếu bạn không đăng nhập được. Và chúng ta vào chỉnh sửa cũng rất là dễ dàng. Và chúng ta đã bảo mật được bước thứ ba. Rồi chúng ta chọn bạn bè. Rồi sau đó chúng ta chọn những cái số liên hệ tin cậy. Đấy. Và chúng ta sau đó là chấp nhận. Đó là thông qua 3 bước. Bước thứ tư giúp cho tài khoản bảo mật hơn nữa, tức là sau khi mình sử dụng cái tài khoản Facebook xong thì mình nên đăng xuất và thoát ra khỏi tài khoản Facebook một cách nhanh chóng. Vậy thì khi mỗi một lần chúng ta đăng nhập như vậy thì phải thông qua cái bước xác thực. Như vậy thì mới đăng nhập được vào tài khoản của chúng ta. Vậy thì lúc đó cái tài khoản Facebook của chúng ta phải nói rằng nó cực kỳ bảo mật.
cuối cùng là tạo một cái mật khẩu đủ mạnh. Như vậy thì thường các bạn có thói quen là chúng ta tạo một cái mật khẩu, thường là những con số thông thường. Như vậy thì mật khẩu này phải nói là rất là yếu. Như vậy thì để tạo một cái tài khoản đủ mạnh thì chúng ta nên nhớ rằng phải tạo ra một ký tự bao gồm chữ, số và ký tự đặc biệt. Như vậy thì chữ thì có chữ in và chữ thường. Đấy. Và ít nhất thì chúng ta phải tạo ra một cái tài khoản mật khẩu ít nhất là 10 ký tự. Vậy thì tài khoản về cái mật khẩu Facebook của chúng ta sẽ rất mạnh. Đấy. Như vậy thì 5 bước sẽ giúp tài khoản Facebook của chúng ta tuyệt đối không bị hack. Như vậy thì chúc các bạn thành công nha.